Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh News 24 giờ, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những thông tin nóng hổi dành cho giới trẻ. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng với mình điểm qua những tin tức nổi bật nhất có trong ngày. Những nội dung chính sẽ có trong bản tin. Đoán thử xem ai là chủ nhân của bức hình bàn tay bí ẩn trong cuốn sách ảnh của Lisa. BTS lập kỷ lục trên bảng xếp hạng Billboard World Album đầy ấn tượng. Một nhân viên của SM bị đình chỉ công tác vì bí mật viết thêm tên vợ là người viết lời cho các bài hát của EXO. Lộ diện bốn mỹ nam là Jennie tin đồn nhà Big Hit, visual gợi nhớ đến TXT và ENHYPEN, tài năng vô cùng hứa hẹn. Sau thành tích triệu bản, NCT Dream công phá nghệ sĩ tiêu điểm của tháng 5 trên MTV Asia Spotlight. Và sau đây là nội dung chi tiết. Đoán thử xem ai là chủ nhân của bức hình bàn tay bí ẩn trong cuốn sách ảnh của Lisa. Khi Lisa phát hành cuốn sách ảnh 0327 nhân dịp sinh nhật vừa qua, có một loạt ảnh khiến cho netizen bàn tán xôn xao. Đó là chuỗi hình chụp một bàn tay rất đẹp đang ôm con thú bông, nhưng chính Lisa chẳng xác định được đây là tay của ai. Mãi đến video mới đây trên kênh YouTube riêng của Lisa, em út Blackpink mới tiết lộ về bí mật này. Lisa cùng Jisoo đã có một buổi hẹn hò cực kỳ vui vẻ. Cùng nhau ngắm hoa trên núi Nam San, đi mua sắm và không thể thiếu khoản chụp ảnh cho nhau. Khi cùng ăn trưa, hai cô gái cùng trò chuyện về việc Lisa sẽ quan tâm chăm sóc nhiều hơn cho kênh Lily Film của mình. Lisa sẽ thực hiện thêm các vlog hay là các video cá nhân, chứ không phải là các video tập nhảy như trước kia nữa. Khi nhắc tới video giới thiệu cuốn sách ảnh 0327, chính Lisa cũng có thắc mắc về bức hình chụp bàn tay. Tay ai đây nhỉ? Mình nghĩ là của chị Jisoo, có đúng không vậy? Và bây giờ chính Jisoo cũng quan sát thật kỹ bộ ảnh này và nhận ra đây chính là bàn tay của mình. Jisoo nhận ra là nhờ con thú bông cầm trên tay, giống hệt mẫu mà cô nàng ôm trong bộ ảnh Season Greeting 2021 của Blackpink. Cô nàng còn cẩn thận mở bức ảnh ra kiểm tra lại. Còn Lisa thì phấn khích vô cùng vì đã đoán đúng chủ nhân của bàn tay này. BTS lập kỷ lục trên bảng xếp hạng Billboard World Album đầy ấn tượng. Mới đây, Billboard bất ngờ công bố BTS đã giành được vị trí cho 8 album trong top 15 tại bảng xếp hạng World Album. Gà nhà Big Hit đã xuất sắc đứng ở 4 vị trí hàng đầu. BTS cũng làm nên lịch sử khi thành nghệ sĩ đầu tiên cùng lúc giành được cả 4 vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng World Album của Billboard. Trong bảng xếp hạng World Album của Billboard tuần này, BTS cũng giành vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với Love Yourself Her, vị trí thứ 8 cho Map of the Soul Persona, vị trí thứ 12 cho School Love Affair và thứ 15 với Wing. Thêm một thành tích nữa đáng khen ngợi cho BTS tại Billboard là sau 3 năm phát hành ca khúc solo Singularity, V đã xuất sắc đạt được vị trí số 1 trong bảng xếp hạng World Digital Song Sales. Đây cũng là bài hát thứ 28 của nhóm, mang lại thành tựu cho BTS đứng đầu đấu trường âm nhạc thế giới, lập kỷ lục trên bảng xếp hạng Billboard. BTS đã tạo nên lịch sử trên bảng xếp hạng Billboard tuần này khi mà liên tiếp càn quét 4 vị trí cao nhất. Ngoài ra, Singularity là ca khúc solo thứ 2 của V đạt vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng sau Inner Child. Một nhân viên của SM bị đình chỉ công tác vì bí mật viết thêm tên vợ là người viết lời cho các ca khúc của EXO. Một nhân viên A&R của SM đã bị tước bỏ vị trí của mình sau khi anh ta bị bắt gặp thêm tên vợ mình là người viết lời trong các bài hát của EXO và BOA. Theo một báo cáo độc quyền từ Dailian, một cựu trưởng bộ phận A&R của SM đã bị bắt gặp viết thêm tên của vợ mình làm người viết lời trong các bài hát của EXO, EXO CBX, Baekhyun và BOA. Ông ta viết thêm tên vợ mình vào tổng cộng 15 bài hát. Sau khi phát hiện ra điều này, SM đã đình chỉ nhân viên này và anh ta phải chịu hình thức kỷ luật của công ty. Nhóm A&R là nhóm chịu trách nhiệm về phát hiện nghệ sĩ, lập hợp đồng và phát triển nghệ sĩ. Nhóm này cũng phải chịu cả trách nhiệm về công việc chung mà công ty thực hiện hàng ngày, chẳng hạn như lập kế hoạch sản xuất và quảng bá nghệ sĩ. Vì một phần trách nhiệm của nhóm A&R là giám sát quá trình sản xuất bài hát, nên đôi khi họ sẽ phải thu thập lại những người viết lời bài hát, biên soạn phần ghi công. Tuy nhiên, nhân viên của SM đã lạm dụng quyền lực của mình để thu tiền bản quyền không phải của anh ta. Nhân viên của SM đã sử dụng 3 cái tên giả để tránh bị nghi ngờ. Tuy nhiên, anh ta vẫn bị bắt và hiện đang phải đối mặt với các biện pháp kỷ luật của công ty. Lộ diện 4 mỹ nam là Jennie tin đồn nhà Big Hit, visual gợi nhớ đến TXT và ENHYPEN, tài năng vô cùng hứa hẹn. Mới đây, trên diễn đàn mạng, netizen đã phát hiện ra một thông tin có thể khiến các fan nhà Big Hit hoặc là SYBE label vô cùng phấn khích.
Theo đó, nhiều khả năng công ty đang âm thầm trình làng 4 nam trainee mới chưa từng lộ diện trước đây thông qua kênh YouTube và Instagram. Dựa trên nhiều yếu tố và sự phỏng đoán, có khả năng họ sẽ thành một phần của nhóm nhạc nam mới nhờ Big Hit. Ngay lập tức, thông tin về các trainee này thành chủ đề hot trên diễn đàn mạng Hàn Quốc. Thông qua các video YouTube và hình ảnh Instagram, netizen cũng phần nào có thể chiêm ngưỡng được visual cũng như đánh giá tài năng hứa hẹn của các chàng trai này. Sự phỏng đoán của netizen đối với các trainee cho nhóm nam mới của Big Hit bắt đầu được phát hiện ra trên kênh YouTube có tên là Trainee A. Trong kênh YouTube này có sự xuất hiện của 4 chàng trai trẻ tuổi thường xuyên chia sẻ vlog về cuộc sống của mình, bao gồm việc luyện tập trình diễn vũ đạo, ca hát, thậm chí là về chuyện học hành. Video đầu tiên được đăng lên là của Trainee Leo vào ngày 19 tháng 3 năm 2021, có nghĩa là dự án này mới chỉ được công bố gần đây. Trong phần mô tả của kênh YouTube Trainee A, tên của trainee này cũng được tiết lộ, bao gồm Leo, Sangwon, Jem, Jihoon, Junin và Inhyuk. Kênh này cũng thường xuyên đăng các video khoe khéo tài năng của mỗi trainee thông qua việc trình diễn vũ đạo hoặc hát cover một số ca khúc. Ngoài ra, theo netizen, cũng có một tài khoản Instagram mang tên Trainee A có liên kết với nhóm trainee này. Và chi tiết quan trọng nhất khiến nhiều fan tin rằng đây là dự án của Big Hit là bởi nhiều producer của Big Hit, bao gồm cả Bang Si-hyuk, đã nhấn follow tài khoản này. Do đó, nhiều cư dân mạng đồn đoán rằng đây là một trong những chiêu marketing mà công ty giải trí đang tận dụng để quảng bá cho nhóm nam mới của mình trước khi họ debut chính thức. Mới đây nhất, một Knet đã tổng hợp lại hình ảnh của 4 trainee này để chúng ta có thể chiêm ngưỡng visual thời pre-debut của những gương mặt rất triển vọng này. Sau khi xem qua ảnh của các trainee nói trên, nhiều Knet lại càng tin rằng đây chính là những người có thể sẽ debut trong nhóm nam mới của Big Hit. Lý do là bởi họ đều sở hữu visual được xem là chuẩn gu Big Hit. Đặc biệt chúng ta có thể nhìn thấy sự tương đồng về ngoại hình của họ, khiến chúng ta gợi nhớ đến thành viên của TXT và ENHYPEN. Sau thành tích triệu bản, NCT Dream công phá nghệ sĩ tiêu biểu của tháng 5 trên MTV Asia Spotlight. Thời gian vừa qua, người hâm mộ đã rất hào hứng chờ đợi màn comeback với full album đầu tay của NCT Dream mang tên Hot Shot. Rất nhiều poster và teaser của nhóm được tung ra và giới thiệu concept đến với khán giả. Đặc biệt hơn, NCT Dream liên tiếp đạt thành tích mới trước thềm ra mắt của Hot Shot. Trong đó, nổi bật là cán mốc triệu bản và nghệ sĩ tiêu biểu của tháng 5 trên MTV Asia Spotlight. Cụ thể, NCT Dream đã chính thức góp mặt vào danh sách Idol K-pop triệu bản khi mà số lượng đặt trước cho full album phòng thu đầu tay là Hot Shot vượt con số 1 triệu bản. Album này của NCT Dream đã ghi nhận tổng cộng 1.078.843 bản đặt trước tính đến ngày 2 tháng 5. Không lâu sau đó, MTV Asia thông qua tài khoản mạng xã hội của mình đã vinh danh NCT Dream trong MTV Asia Spotlight với danh hiệu nghệ sĩ tiêu biểu của tháng 5. MTV Asia cũng chia sẻ, với thành tích càn quét hạng nhất của các bảng xếp hạng uy tín, nhóm nhạc nổi tiếng K-pop NCT Dream đã thành nghệ sĩ tiêu điểm của tháng 5. Chúng tôi đã chuẩn bị buổi phỏng vấn và những nội dung độc quyền để thể hiện năng lượng đặc trưng, nét thu hút nổi bật của NCT Dream. MTV Asia Spotlight là chương trình của MTV Asia, nơi lựa chọn những nghệ sĩ nổi bật hàng tháng để giới thiệu âm nhạc và thực hiện các hoạt động của họ đến với công chúng. Nhiều nội dung khác nhau dành cho NCT Dream vào tháng 5 sẽ được phát hành. Điển hình như sẽ là một buổi phỏng vấn nhóm và sân khấu của ca khúc mới Hot Shot. Các hoạt động được dự đoán sẽ thu hút được sự quan tâm của nhiều khán giả. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Knew 24h. Đừng quên để lại ý kiến đóng góp của các bạn thông qua phần bình luận bên dưới nhé. Và cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức mới nhất nào đến từ Knew 24h nhé.